lên con này nhá. Kéo lên đi, kéo lên đi. 5 mét cộng 100. Rồi hết chỗ rồi, hết chỗ rồi. Hết rồi. Rồi chuẩn bị lên em này nhá. Ráp con diều 5 mét nhé. Để ráp ông sáu vip hình vip nhá. Rồi chuẩn bị ráp vô con này tòng nhá. Đây, chơi này bộ còng vip nhất bãi luôn. Quá trời đã. Hả? Vừa bay được 10 phút xong lúc mẹ đây. Thì bây đấy. Bây giờ em mới nghĩ là bây giờ 3 triệu đắt hay là mười mấy triệu đắt. Thế còn đây 3 triệu là cái gì? To nhất là. To nhất luôn. Bây giờ lấy cái nào đắt hơn rồi. Thôi. Sao đây? Ở đó kia cũng được rồi. Thấy rồi. Thấy rồi. Nó ở trên cái chỗ ngay đầu rừng cái bình đang bên tay trái á. À vậy mà còn năm bên hướng bên này hả? Bên trong này hả? Cái đầu rừng cái bình đang á. Cái quán hải sản của thằng công nó kiếm được. Bây giờ cho Long. Sao mẹ đây ở trong quán nó có cái thang mà sao không biết đường liên hệ nó ta? Chiều nay có cú bên là bắt bỏ lên. Đây, đang ráp đuôi vào nhá. Đó, kêu đại nhất, to nhất nặng. Kêu cầm ba kêu kêu hai nó. Sao coi? Rất to nha. To hơn một găng tay ha các bạn nha. Bây giờ bên đó có câu chuyện là quân ra mỗi thang 3 mét, 4 mét thì là 100 ngàn, 150 ngàn. Chắc là ở trên ống nhà hay gì người ta? Trong nhà, nhưng mà vấn đề trong quán là nó có thang sao không thể vừa được thang gấp ở đó. Đúng rồi. Nhà tôi có cái thang mà nó nặng lắm. Cái chó một cái là diều nó nổ bụp mà nhìn thấy nó bay nó cắm đầu xuống đó rõ ràng mà. Cái này diễn đâu diễn, không biết đâu. Cái gì? Rồi đi ra chiến trường đâm con này nhá. Mấy sư hộ đâm. Rồi đang chuẩn bị đâm lên đây nhá, đang xả dây nhá. Xả dây bây giờ đang đâm á. Rồi chuẩn bị lên em này nhá. Kéo lên. Rồi đang xả dây nha. Xả dây rất êm ha. Đang xả dây đây. Rồi kéo lên.
ba bốn anh em đang kéo nha các bạn nha. Đó, nặng rất nặng nha. Rồi ba bốn anh em đang xả diều nha. Đang diều đây đâu có đi đâu, lấy không được. Con của bác sư của bên kia của anh Hoàng kia vừa mới ba cánh với nhau kìa, hai con vừa đụng nhau kìa. Vừa ba nhau ấy, vừa đụng nhau đấy. Hai giây nó đang bằng nhau rồi. Nó nằm trên nóc nhà đúng không? Hay là leo 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 xả xả cái một người ta nó quạt một cái xe này. Ui chạy rồi lên rồi cột cho gốc cây nha các bạn nha, hai đoạn ha, phải cột cho hai gốc rồi. Các bạn thấy hay các bạn cho mình một like, một chia sẻ nhé. Các bạn nào chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.